Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình XDS được trang bị bộ cấu hình cực kỳ là cao, bộ full bộ chuyển động Shimano SLX giảm xóc hơi. Đó, đang về bán với cửa hàng em chỉ có là 10 triệu 200. Một bộ cấu hình rất là tốt trong cái tầm giá. Thương hiệu XDS. Khung toàn bộ phần khung thì như các bác thấy trên hình, toàn bộ phần khung của chiếc xe thì là từ nhôm. Làm từ nhôm. Tông màu đen cực kỳ là đẹp, do xe là xe bãi và đã qua quá trình sử dụng nên là xuất hiện những cái vết xước và cái phần sơn không được mới như ban đầu. Nhưng mà đổi lại thì các bác đã được một bộ cấu hình của SLX và bộ phanh dầu Shimano cộng với giảm xóc hơi, rất tốt cho cái trải nghiệm đi xe hàng ngày thể dục của các bác, đạp hoạt động các thứ là còn rất là tốt, chạy rất là sướng. Bánh 26 inch đi đông cong, bộ tay bấm cũng của SLX và bộ phanh dầu DOG rất là nhạy. Giảm xóc hơi của GST, GST Fit, một cái loại giảm xóc cũng rất là tốt. Các bác có thể kiểm tra thêm thông tin trên Google cái chiếc giảm xóc này. Có cái giá bán ở thị trường cũng mua mới khá là cao. Bánh 26 inch, inch vành bánh nhỏ, phục vụ cho các bác mà đi những cái tuyến đường nhựa thường, bình thường hàng ngày. Nó rất là nhẹ nhàng, đi thể dục. Bánh sau đi vòng cuối lỗ. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, từ khóa yên tới tâm của phốt 52 cm. Thì chiếc xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 thì nó khoảng 1m70 đi phù hợp. Trang bị bộ chuyển động SLX với 10 tầng lip và 3 tầng đĩa cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Đó, chuyển động cực kỳ mượt mà, như là thấy trên hình rất là nhạy, chuyển số rất là mượt mà. Và giá bán của chiếc xe như em đã nói ngay từ đầu video là 10 triệu 200 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng với cả là ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp vào những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.